Ủa cô hỏi nãy giờ cô có thấy cô Ngọc Dạo xuống đây không? Cô Ngọc Dạo á? Không hả? Ủa mình sao nghe nói là cô chào cô. Nhưng là cô đến đây cô ngắm hình của cậu Năm phải không? Dạ, đi tham quan hình cậu Năm. Rồi đây đi, con tụi con. Rồi anh. Ủa anh nãy giờ anh có thấy cô Ngọc Dạo đến đây chưa? Nãy cô cho thông tin cô Ngọc Dạo đã đến đây rồi đó. Anh biết cô Ngọc Dạo không? Chưa thấy. Anh biết cô Ngọc Dạo cái gì? Cô Ngọc Dạo đóng phim đó. À. Đó họ lúc trước là cũng hát cái lương chung với cậu Năm á. Rồi kính chào mọi người nha. Chào mọi người đã trở lại video của em. Hiện tại bây giờ thì thấy có rất nhiều khán giả đến viếng mộ cậu ở khu vực này. Ê. Gì? Alo. Ừ gì anh? Ê anh ơi, có anh nói là cô Ngọc Dạo hình như đang di chuyển lên qua tệ đàn xem hình của cậu Năm rồi á. Mình giờ tranh thủ đi đêm thôi cô quay về á. Hồi nãy giờ mình ngồi quán cà phê, nãy giờ mình đâu có vô đây đâu, cho nên rồi cô vô lên qua tệ đàn rồi viếng mộ cậu rồi hay gì đó, tranh thủ chạy lên đó thôi. Đi kiếm thử coi cô lên đó không. Bây giờ mời cô chú anh chị các bạn theo chân anh em. Rồi cảm ơn anh nha. Trời ơi, nãy giờ thì sẽ cô Ngọc Dạo đến đó để xem ảnh của cậu Năm và chú Thanh Sang, các chú ở trong đó. Bây giờ mời cô chú anh chị các bạn theo chân anh em mình. Rồi giờ mời mọi người đi theo cùng em ha. Giờ anh em di chuyển tới lên qua tại đàn nha mọi người. Không biết là đây là cú điện thoại đó. Đây là điện cho em là báo là cô vô lên qua tại đàn để coi hình của cậu nào hả? Đúng rồi, thì nãy có ông anh ổng cũng vô viếng mộ đây nè. Rồi ổng đi ngang ổng thấy có một chào. Đó từ ngoài cổng vô ổng đi theo luôn. Nhưng mà ổng chấp hình không có được rồi cái ổng đi theo tới đây nè. Rồi nghe là nói là cô quẹo hướng này nè, vô luôn qua tệ đàn trước. Rồi xong chắc có lẽ nhiều khi là quyến mộ cậu rồi hay gì không biết nữa, mà sao mà ổng mất dấu cái ổng mới chạy theo. Ổng điện thôi, ổng tưởng nhìn tưởng là có lầm hay không, ổng chạy nhìn kỹ mới dám điện em nè. Giờ mình chạy lại đây coi, mình hỏi thử coi mấy anh làm trong đây thử coi có cô Ngọc Dạo đến không nè. Cô Ngọc Dạo nếu có đến hay không là biết liền. Vô đây nè. Thôi giờ phải hỏi mọi người đây nè. Đậu xe đó nha mọi người. Bây giờ anh em đó. Anh chuyển nha. Đây hỏi mấy anh em đây nè. Hỏi mấy anh em đang ấy đây. Hỏi dẫn đi nè. Cô hỏi nãy giờ cô có thấy cô Ngọc Dạo xuống đây không? Cô Ngọc Dạo á? Không hả? Ủa mình sao nghe nói là cô chào cô. Nhưng là cô đến đây cô ngắm hình của cậu Năm phải không? Dạ, đi tham quan hình cậu Năm. Rồi đây đi, con tụi con dắt cô lên luôn. Trên đây nè, trên đây. Từ phải đoàn đi đông lắm. Dạ. Đứa mọi người hả? Thôi giờ mình lên chảnh trước đi anh. Hả? Lên chảnh đi. Cái con Ngọc Dạo trên chảnh á, nhiều khi người ta không biết á. Thì thôi bây giờ lỡ mình đợi. Cô lên luôn đi. Thôi lên trước đi, lên trước đi. Chưa hả? Lên trước đi, lên trước đi rồi mình nhiều khi mình phải coi. Đúng không? Đó. Thì thấy không? Em ta đó, như là cô chú nghe nói là có con Ngọc Dạo đến á. Đúng rồi. Đến nè, đến nè. Để anh bấm dừng máy rồi đó. Anh giục lon cái đi. Bây giờ mọi người đi lên cầu thang cùng em ha. Thì thông tin bây giờ là rất là chính xác, mọi người, cô Dạo đã xuống tới đây rồi nha mọi người ha. Mà không biết là cô đã viếng mộ trước chưa hay là lên đây rồi mà không ai chia sẻ hết cho mình ta. Hay là cô đã lên đây rồi chứ cô sợ truyền thông, cô Ngọc Dạo nổi tiếng mà. Lớn tuổi rồi đó anh. Mình thấy không? Nếu như hồi nãy mà cô vào đến đây thì cô sẽ đi tham quan hết tất cả đây. Đúng rồi, tại vì đây là nói chung nha, đồng nghiệp của cô không à. Đúng rồi. Chút xíu mình xuống đây mình
mình phải trả lời mẫu cậu rồi, thì cô xuống núi cậu ghé hay sao? Ừ, đúng không? Phải đứng lại mẫu cậu. Ừ. Không, quần hình của cậu nó hay dở lên kìa. Không được có dở đâu. Đúng không? Cái này nó muốn thọc tay vô dở ra phải dễ đâu. Ai dở rồi hả? Khó lắm. Ha. Lát lại lời hỏi mấy anh chị đây coi. Đi lời hỏi. Rồi anh. Ủa anh, là nãy giờ anh có thấy cô Ngọc Dào đến đây chưa? Nãy cô cho thông tin cô Ngọc Dào đã đến đây rồi đó. Anh biết cô Ngọc Dào không? Chưa thấy. Anh biết cô Ngọc Dào cái gì? Cô Ngọc Dào đóng phim đó. Không biết. À. Đó, họ lúc trước là cũng hát cái lương chung với cậu Năm á. Chung với cậu Năm Vũ Đình đó. Không chừng là cô đã đến đây rồi á. Ừ, đến rồi thì đâu, nói chung ở đây là cái khu lưu niệm kỷ vật văn nghệ sĩ. Ở đây như là có nghệ sĩ mất á, là đều vô đây là có chỗ để lưu giữ hình ảnh ha. Đúng rồi. Hoặc là vật, những cái đàn hoặc là sao đó, nhiều các cái ha. Đúng rồi. Wow, cái đàn này dữ nè. Đàn này kỷ niệm của nhà đạo diễn điện ảnh Lê Dân. Đạo diễn Lê Mùng Vàng. Ban biên tập và chuyên đề sự kiện chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp chung với biên tập đạo diễn Lê Dân thì phải kìa, có hình chú Lê Dân kìa. Ừ, đó chú đứng kế chú Bảy đó. À. Thư dữ không á. Ừ. Này, chú Hồ Kiển. Chú Hồ Kiển nhìn thấy chú trẻ già thì cũng là một nét mặt ha, không thay đổi ha. Đúng rồi, rồi thầy ơi, cuộc đời Lê Dân kìa. Cũng dữ luôn ha. Em đảm bảo là cô Ngọc Dào lên đây sẽ tham quan tất cả những cái hình ảnh ở đây. Đúng rồi, tại vì đây là chung với những cô chú ở đây cũng là bạn bè đồng nghiệp của cô mà. Bạn bè đồng nghiệp. Không dừng lớn hơn cô nữa, có những người lớn hơn cô nữa. Như là cũng như đàn anh rồi ha. Đúng rồi anh. Cái khu này nè, cái khu này là cái khu mà cô Ngọc Dào chắc lẽ là đến đây sẽ xem từng tấm hình. Đúng rồi. Tại vì em biết sao, như là cậu Năm á, là với cô Ngọc Dào á, là cũng hồi đó là có đóng chung tuồng nhiều lắm. Đúng rồi. À, đứng đây thì mát lạnh ta. Ừ. Cái khu giờ em nói thiệt anh nè, kêu anh ngủ đây anh ngủ không? Hả? Ngủ hả? Ừ. Chắc ngủ á, dám ngủ đâu có gì đâu. Ừ, bình thường mà. Bình thường mà, đâu có gì đâu. Ừ. Nhưng mà ở đây thì cũng thông tin lắm mà, phải nhìn xuống là mộ không à. Bây giờ thôi, nói chung nha, bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên mộ đi. Đi qua mộ đi. Ừ, qua mộ cậu đi. Coi như lỡ của một giàu cũng ghé bển làm sao. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ anh em sẽ di chuyển qua bên mộ. Còn bây giờ xuống dưới gặp người nào hỏi người đó thử coi có thấy không, đúng không? Bây giờ đang đi trường đi, em đang đi xuống cầu thang em ngồi không? Giờ rồi mọi người đợi em ha, em sẽ gặp hỏi mấy cô ở đây rồi sẽ gặp cô già thì khi khán giả người ta thấy á mọi người. Bây giờ thì hai anh em đã tới mộ của Năm mọi người ơi. Thì nãy cũng mới hỏi mình hay khán giả thì nói là cô Ngọc Dào đã thắp hương xong rồi đi về rồi. Để anh em lại chứ mộ thôi. Không có duyên với cô Ngọc Dào. Với cô Ngọc Dào. Chứ hồi nãy phải anh biết là đi qua anh lại mình đi gì là được rồi. Trở lại đem cứ cãi anh không. Nay đưa đầu được rồi. Bởi vậy ở bên đây là gặp rồi. Đúng rồi, giờ cô Ngọc Dào về rồi. Lạ
được cô. Rồi mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký.